Hiện nay, dù giá xe ô tô đã rẻ hơn, nhưng với nhiều người, ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà vẫn là một tài sản có giá trị không nhỏ. Chính vì vậy, những chiếc xe bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, lượng xe ô tô tăng nhanh đã kéo theo tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này cũng tăng cao. Vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe SUV 7 chỗ rúng gió trên cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây là một ví dụ. Mặc dù không may bị tai nạn khiến xe bị hư hại nặng và biến dạng nghiêm trọng, nhưng dưới góc độ của người dùng, nhiều chủ xe thường sẽ chọn cách mang xe đến các gara ô tô phục hồi để tiếp tục sử dụng hoặc bán lại. Trước tình huống này, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu có thể phục hồi cho ô tô sau tai nạn được đến đâu? Anh Trần Trí Thành, một người chuyên khắc phục xe tai nạn cho biết, một chiếc xe tai nạn có thể phục hồi được một phần hay hoàn toàn như nguyên trạng phụ thuộc vào mức độ hư hỏng do quá trình va chạm gây ra. Nhiều người có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những hư hỏng ẩn sâu bên trong buộc phải có sự can thiệp bằng máy móc và đòi hỏi tay nghề cao của các thợ sửa chữa. Ngoài ra, việc đưa về nguyên trạng ban đầu cho ô tô sau tai nạn còn phụ thuộc chủ yếu vào mức chi phí khắc phục mà chủ xe có thể chấp nhận. Sửa chữa và phục hồi xe tai nạn càng sớm sẽ càng tiết kiệm chi phí và tránh được những hư hỏng phát sinh thêm cho chủ xe. Như đã nói ở trên, mỗi quy trình phục hồi xe tai nạn sẽ khác nhau, phụ thuộc chủ yếu vào vị trí và mức độ va chạm. Nhưng nhìn chung vẫn có thể tóm gọn lại qua những bước như sau. Kiểm tra đánh giá tình trạng xe tai nạn. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình phục hồi xe tai nạn. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện toàn diện từ khung gầm, thân vỏ, động cơ, các hệ thống như lái, treo, điện, phanh, v.v. để đánh giá các vị trí hỏng hóc do vụ va chạm gây ra. Các công đoạn kiểm tra đều cần những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và các máy móc hiện đại hỗ trợ để kết quả kiểm tra chính xác nhất. Từ đó, phía gara sẽ xác định mức độ thiệt hại của từng bộ phận và đưa ra báo giá dự toán cùng thời gian khắc phục cho chủ xe. Gò nắn phục hồi thân vỏ. Thân vỏ là lớp bảo vệ ngoài cùng của xe nên thường sẽ là bộ phận chịu tác động trực tiếp khi xảy ra va chạm. Ngoại hình của xe có được nguyên trạng như ban đầu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bước này. Các vết móp trên ô tô sẽ được kỹ thuật viên dùng máy hàn rút tôn hoặc nhôm. Những bộ phận bị hư hỏng nặng hơn buộc phải sử dụng bộ gò nắn khung chuyên dụng để thực hiện. Thay thế các bộ phận hư hỏng nặng. Trong các vụ va chạm xe ô tô nghiêm trọng, không chỉ có thân vỏ mà các bộ phận khác như động cơ, hộp số, hệ thống treo, phanh, v.v. cũng sẽ bị hư hỏng. Riêng một số chi tiết như kính chắn gió, cản trước sau gần như không thể khắc phục. Khi đó, các kỹ thuật viên sẽ yêu cầu phải thay thế để đảm bảo xe vận hành an toàn nhất. Sơn lại xe. Sau khi phục hồi xe, các chi tiết thân vỏ móp méo và thay thế các bộ phận không thể phục hồi, xe sẽ được sơn lại để đồng nhất với những khu vực không bị va chạm. Việc sơn xe có thể chỉ là một vùng hoặc toàn bộ phụ thuộc vào mức độ tai nạn và vị trí va chạm. Kiểm tra vận hành của xe sau khi phục hồi. Kiểm tra hoạt động của máy móc sau quá trình phục hồi xe ô tô bị tai nạn là bước bắt buộc đảm bảo các chi tiết máy móc của ô tô được phục hồi hoàn toàn và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Thời gian khắc phục xe tai nạn. Với những xe chỉ va chạm nhẹ ở phần thân vỏ, chưa ảnh hưởng đến các hệ thống khung gầm, máy móc, thường sẽ mất khoảng thời gian tối đa là 3 ngày. Còn trong trường hợp va chạm biến dạng nghiêm trọng, thời gian khắc phục sẽ mất từ 10 đến 15 ngày, chưa kể còn phụ thuộc vào phụ tùng, linh kiện của xe đó có sẵn tại gara hay không. Cũng theo các chuyên gia sửa chữa ô tô có kinh nghiệm, phục hồi những xe bị tai nạn nghiêm trọng không chỉ khó gấp nhiều lần so với việc đại tu sửa chữa một khối động cơ hay là một phần khác của chiếc xe mà còn rất tốn kém. Có trường hợp chi phí khắc phục gần bằng giá xe mới. Chưa kể là việc này còn đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm chuyên môn của kỹ thuật viên phải cao. Vì vậy, các chủ xe cũng cần lựa chọn một gara sửa chữa uy tín để đảm bảo quá trình phục hồi xe tai nạn đạt khả năng vận hành và chất lượng an toàn ở mức cao nhất, anh Thành nói thêm. Ngày 19 tháng 2, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều, sinh năm 1959, trú tỉnh Kon Tum, về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Kiều là người điều khiển ô tô con vượt ẩu trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn khiến ba mẹ con tử vong. Như đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2, Kiều điều khiển ô tô mang biển số 36A48567 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.
Trên xe, chở theo vợ chồng anh Phan Đình Quý, 45 tuổi và chị Lê Thị Hạnh, 41 tuổi, cùng hai con là Phan Lê Khánh Vân, 15 tuổi, Phan Đình Quang, 9 tuổi, cùng chú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. Khi đến km 48+200 thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, thì ô tô con xảy ra va chạm với xe đầu kéo 63C-13659 do Huỳnh Văn Dũng, 50 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang, chạy cùng chiều phía trước cùng làn đường. Sau va chạm với xe đầu kéo, ô tô con lao sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với ô tô tải 63H00568 do Lâm Văn Tâm, 43 tuổi, trú tỉnh An Giang điều khiển rồi lao xuống vực bên phải đường. Còn ô tô tải thì tiếp tục bị xe đầu kéo 51D-15090 do anh Nguyễn Tấn Đạt, 44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi đang đi cùng chiều va chạm vào phía sau. Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con là cháu Quang tử vong tại chỗ, cháu Vân chết trên đường đi cấp cứu và chị Hạnh tử vong tại bệnh viện. Hai người khách bị xây sát nhẹ. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế lái xe ô tô con 36A-48567 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Kết quả bước đầu xác minh cho thấy lái xe các phương tiện liên quan tai nạn không có vi phạm nồng độ cồn. Test nhanh ma túy các lái xe liên quan tới tai nạn giao thông cho kết quả âm tính. Trao đổi với luật sư Lê Minh Hương, công ty luật FDVN cho biết, theo quy định tại luật giao thông đường bộ năm 2008, về nguyên tắc khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp được phép vượt bên phải, như khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái. Khi xe điện đang chạy giữa đường, khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được. Bên cạnh đó, đối với phương tiện là ô tô, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, thì người điều khiển ô tô có thể vượt phải trong trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều, được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái. Đối chiếu quy định trên và thông qua camera hành trình, có thể thấy ô tô con không thuộc một trong các trường hợp được phép vượt phải. Do đó, lỗi của lái xe ô tô con là điều khiển phương tiện vi phạm khoản 4 điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và điểm D khoản 5 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Hậu quả làm 3 người ngồi trên xe tử vong và thiệt hại tài sản của các phương tiện khác. Vì vậy, hành vi này có thể bị truy cứu về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại điểm A khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt từ 7 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người có hành vi vi phạm gây thiệt hại còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, cụ thể, căn cứ Điều 591 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Điều 8 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐ-TP thì người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân tử vong, gồm các khoản như chi phí hợp lý cho việc cứu chữa tính từ thời điểm người bị thiệt hại, bị xâm phạm sức khỏe, cho đến thời điểm người đó chết, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc nuôi dưỡng trước khi chết nếu có. Căn cứ Điều 590 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Điều 7 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐ-TP thì người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho các nạn nhân gồm các khoản chi phí khám chữa bệnh theo quy định cho người bị thiệt hại, thuê phương tiện đưa nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh và trở về nơi ở, chi phí phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất bị giảm sút của người bị thiệt hại, chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Ngoài ra, người có trách nhiệm phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị thiệt hại gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Đồng thời, căn cứ Điều 589 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Điều 6 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐ-TP thì người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm. Đối với tài sản bị hư hỏng, thiệt hại là chi phí để sửa chữa khôi phục lại tình trạng tài sản trước khi bị hư hỏng theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường để xác định thiệt hại.
Còn nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa khôi phục thì được bồi thường căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và mức độ hao mòn của tài sản bị mất, bị hủy hoại tại thời điểm giải quyết bồi thường.